Với vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay từ những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội năm 2021 do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát động, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Những cái lỗi phổ biến trước kia như là vượt đèn đỏ, sai làn đường cũng như là không đội mũ bảo hiểm đã được hạn chế rất là nhiều. Văn hóa nhường đường cũng như là việc chấp hành đã được nâng cao rõ rệt. Trong 2 tuần vừa qua là cái việc xảy ra tai nạn giao thông gần như là đã được hạn chế và là không xảy ra cái việc tai nạn nghiêm trọng. Thành phố Ninh Bình được xác định là địa bàn trọng điểm, có nhiều tuyến giao thông quan trọng, lưu lượng người phương tiện tập trung đông nên tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp. Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát ở các tuyến địa bàn trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, tập trung hướng dẫn, phân làn, phân luồng vào giờ cao điểm, tránh xảy ra ùn tắc cục bộ trên địa bàn. Qua 2 tuần ra quân, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 1.416 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 890 triệu đồng, tạm giữ 97 phương tiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái công tác tuyên truyền. Chúng xác định đây là một công tác đặc biệt quan trọng và nó sẽ thay đổi toàn bộ cái nhận thức của người tham gia giao thông mà từ đó để người ta tự giác chấp hành các quy định của pháp luật của trật tự giao thông. Và chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, huy động tối đa lực lượng và thực hiện các cái chuyên đề như là chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quá khổ quá tải, vi phạm chạy quá tốc độ, như là thanh thiếu niên vi phạm có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Ngoài việc kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng đã tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm. Rất nhiều các cái vi phạm diễn ra trên tuyến giao thông. Ngoài cái vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì gồm có nữa là rồi là từ ma túy, rồi là buôn bán hàng cấm, vận chuyển hàng cấm, rồi là hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Đấy, thì có thể nói rằng là lực lượng công an qua quá trình công tác cái đảm bảo trật tự giao thông cũng rất coi trọng cái đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến. Vừa qua thì lực lượng công an huyện Kim Sơn cũng đã phát hiện xử phạt 2 trường hợp vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với cái lượng hàng hóa là khoảng 30 triệu. Thì lực lượng công an cũng sẽ tiếp tục trong cái thời gian tới sẽ đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến theo cái chỉ đạo của Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm giao thông Tết từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, công an các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm tra, bám tuyến địa bàn, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, không để các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra. Hình ảnh từ clip cho thấy, mặc dù chiếc xe tải đã vượt ẩu và gây tai nạn cho xe khác ngay trên cầu, nhưng tài xế đã nhanh chóng lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường như thế này. Theo quy định tại khoản 8, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng trong trường hợp gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Ngoài ra lái xe còn bị tước bằng từ 1 đến 3 tháng.